đến với sân vận động Việt Trì từ những địa phương khác, cổ vũ cho các cô gái của đội tuyển U20 Việt Nam, những người đang bước ra sân vào lúc này. Đây là trận đấu mà chúng ta có một đôi chút lợi thế hơn so với đối phương khi đang xếp trên do nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại. Nhưng đó không phải là lý do để U20 Việt Nam có quyền chủ quan. Và tất nhiên ngày hôm nay, đội bóng của huấn luyện viên Akira Iziri sẽ vào sân với quyết tâm cao nhất để giành chọn 3 điểm. Bảo Trâm và các đồng đội sẽ thi đấu hết mình với hơn 100% khả năng của mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Vì màu cờ sắc áo và vì hai tiếng Việt Nam. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of India. Đề nghị toàn thể quý vị đứng dậy làm lễ chào cờ. Quốc ca Ấn Độ. Rồi là quốc ca của Ấn Độ và Việt Nam. Ngày hôm nay với sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả có mặt tại sân vận động Việt Trì, chắc chắn đó sẽ là một nguồn động viên tinh thần khích lệ vô cùng to lớn dành cho đội tuyển U20 Việt Nam. Những người đã chơi rất tuyệt vời ở hai trận đấu trước đó để giành lợi thế cho riêng mình và ngày hôm nay bước vào trận đấu quyết định với U20 Ấn Độ. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay, trọng tài chính là bà Kim Yoo-jong, người Hàn Quốc. Các trợ lý cho bà Kim Yoo-jong bao gồm bà Lee Seong-ji, người Hàn Quốc, bà Win Wa-tun, người Myanmar và trọng tài thứ tư là bà Veronica, người Kyrgyzstan. Đây là đội tuyển U20 Việt Nam của chúng ta. Những nụ cười rất tươi tắn trên gương mặt tuổi 20 của tương lai của bóng đá nữ Việt Nam. Và ngày hôm nay, U20 Việt Nam tiếp tục ra sân với màu áo truyền thống, đó là áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Trên màn hình của quý vị khán giả vào lúc này là đội hình chính của đội tuyển U20 Việt Nam bao gồm số 2 Hồ Thị Thanh Thảo, số 5 đội trưởng Bảo Trâm, số 6 Ngọc Ánh, số 9 Nhật Lan, số 8 Vũ Thị Hoa, số 10 Minh Chuyên, số 11 Lưu Hoàng Vân, số 12 Kiều My, thủ môn, số 14 Tạ Thị Thủy, số 16 Thủy Nhi, số 20 Hải Yến. Huấn luyện viên trưởng của U20 Việt Nam là ông Akira Iziri, người Nhật Bản. Trong khi đó ngày hôm nay thì U20 Ấn Độ ra sân với bộ trang phục áo xanh, quần xanh và tất xanh. Đội hình ra sân của họ trong trận đấu mà chúng ta chuẩn bị theo dõi bao gồm số 2 Punima Kumari, số 4 Silky Devi, số 5 Astam Oraon, số 6 Babina Devi, số 8 Kajon, số 11 Anita, số 12 Neha, số 13 Anshika, số 16 Subangi, số 17 Nitulinda và số 21 Apuna đội trưởng. Huấn luyện viên trưởng của U20 Ấn Độ là bà Mayon Rocky,
Như vậy là ngày hôm nay thì U20 Ấn Độ đã tung ra sân những cầu thủ tốt nhất của mình. Những cái tên mà chúng ta đã ấn tượng ở hai lượt trận trước đó của họ. Một đội hình giàu sức tấn công và sẽ là một thử thách dành cho đội tuyển U20 Việt Nam của chúng ta. Cả hai đội đều đã có 6 điểm trước khi bước vào lượt trận cuối cùng. U20 Việt Nam nhỉnh hơn một bàn thắng và đang xếp trên. Và theo lý thuyết thì chúng ta chỉ cần một điểm là sẽ giành ngôi đầu bảng để đi tiếp vào vòng loại thứ hai. Nhưng chắc chắn rằng đó không phải là mục tiêu cuối cùng mà U20 Việt Nam hướng đến, mà chúng ta quyết tâm hướng đến một chiến thắng để làm nức lòng người hâm mộ, nức lòng những khán giả đang theo dõi trận đấu của U20 Việt Nam gặp U20 Ấn Độ và hàng ngàn khán giả đang theo dõi qua luồng livestream của OnSport. Ngày hôm nay Việt Trì đang mang tới một bầu không khí rất tuyệt vời, thời tiết lý tưởng cho các cầu thủ ra sân với thể trạng tốt nhất, và chúng ta cùng chờ đợi vào một trận đấu thành công của đội tuyển U20 Việt Nam. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1, U20 Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì chúng ta xuất phát với đội hình hoàn toàn giống với đội hình ra sân ở trận đấu đầu tiên. Những cầu thủ tốt nhất mà huấn luyện viên Akira Iziri có được, ông đều đã sử dụng trong đội hình xuất phát. Neha Apuna, tốc độ rất tốt. Đây là Neha, một trong ba tiền đạo của U20 Ấn Độ trận đấu ngày hôm nay. Rất nguy hiểm. Đó là cú sút đầu tiên của U20 Ấn Độ trong trận đấu ngày hôm nay. Người vừa thực hiện pha dứt điểm từ tuyến 2 đó là Nitu Linda, một trong những tiền vệ tấn công rất nguy hiểm bên phía U20 Ấn Độ mà đội tuyển U20 Việt Nam của chúng ta sẽ cần phải chăm sóc kỹ lưỡng. Ngày hôm nay thì U20 Ấn Độ tiếp tục ra sân với ba tiền đạo, đó là số 11 Anita, số 12 Neha và đội trưởng số 21 Apuna. Một ngày làm việc có thể nói là sẽ nhiều khó khăn hơn cho thủ thành Danh Thị Kiều My và các đồng đội so với hai trận đấu trước đó. U20 Ấn Độ là đội bóng có thể hình chiều cao rất lý tưởng. Thùy Nhi. Đó là đường chuyền của Nhật Lan. Ngày hôm nay bộ đôi tiền vệ trung tâm của Nhật Lan, của Việt Nam tiếp tục là Nhật Lan và Vũ Thị Hoa. Minh Chuyên. Pha lấy bóng của Ngọc Ánh. Hoàng Vân không kịp. Hoàng Vân vẫn đang là tiền vệ phải, trong khi đó Nhật Lan là tiền vệ trung tâm của U20 Việt Nam. Một đội hình không còn quá xa lạ với người hâm mộ. Đây là Bảo Trâm, trung vệ đội trưởng của U20 Việt Nam trong trận đấu quyết định ngày hôm nay. Ở trong trận đấu với U20 Indonesia, sau khi được vào sân thì Bảo Trâm thi đấu ở vị trí tiền vệ trái. Nhưng ngày hôm nay thì Bảo Trâm được trở về vị trí sở trường của mình, đó là trung vệ. Đây là Anita Apuna. Những cầu thủ tấn công bên phía U20 Ấn Độ rất to cao. Họ đang thực hiện nhiều những đường chuyền dài, những đường chuyền vượt tuyến để tận dụng chiều cao của các cầu thủ tấn công ở phía trong. Thủ thành bắt chính cho U20 Việt Nam ngày hôm nay là Danh Thị Kiều My. Thủ môn đang thi đấu thuộc biên chế của thành phố Hồ Chí Minh. Minh Chuyên. Khá hay. Vẫn là một tình huống mở bóng sở trường sang cánh phải của Ngọc Ánh dành cho Lưu Hoàng Vân. Chúng ta đang sở hữu những tiền vệ cánh có tốc độ tốt, có kỹ thuật tốt, nhưng thể hình thua thiệt sẽ khiến cho U20 Việt Nam có đôi chút bất lợi so với cao thủ U20 Ấn Độ.
Thùy Nhi. Tình huống xử lý bóng rất bình tĩnh của Nguyễn Thị Thùy Nhi, hậu vệ trái của U20 Việt Nam. Ngày hôm nay đối đầu với Thùy Nhi sẽ là tiền đạo mà số 11 rất nguy hiểm bên phía Ấn Độ, đó là Anita Thùy Nhi. Trong những phút đã qua thì có vẻ như là thời lượng kiểm soát bóng đang nghiêng nhiều hơn một chút về cho U20 Ấn Độ. Ném biên cho U20 Việt Nam. Anita cùng với Neha và Apuna là bộ ba tiền đạo xuất phát ngay từ đầu. Cũng giống như trận đấu mà họ gặp U20 Indonesia. Minh Chuyên đã phải lùi về khá sâu để lấy bóng. Ngày hôm nay thì bên cánh của Lưu Hoàng Vân sẽ là hậu vệ trái của U20 Ấn Độ, đó là Astam Orion. Họ vẫn thi đấu với sơ đồ 4-3-3 với 4 hậu vệ giăng ngang, 3 tiền vệ và 3 tiền đạo. Trong khi đó chúng ta thi đấu với sơ đồ 4-4-2. Rõ ràng là những gì đã diễn ra trong khoảng 5 phút đầu tiên của trận đấu đã cho thấy đây là một trận đấu tương đối cân bằng, hoàn toàn khác với những trận đấu trước đó của cả hai đội, khi mà đẳng cấp của U20 Việt Nam và U20 Ấn Độ là vượt trội so với hai đối thủ Indonesia và Singapore, Nhật Lan. Bảo Trâm. Hải Yến là người đã chơi rất hay ở trận đấu, không phải Hải Yến, đây là Ngọc Ánh. Ở trận đấu gặp U20 Singapore thì Ngọc Ánh không vào sân. Còn đây mới là Hải Yến. Người vừa ném biên đó là Thanh Thảo. Thanh Thảo đã vào sân ở trong những phút của hiệp 2. Nhật Lan. Đường chuyền không tốt của Nhật Lan. Hải Yến. Ngày hôm nay Hải Yến đã được kéo về thi đấu ở vị trí xung vệ cùng với Bảo Trâm. Khá hay. Ngọc Ánh. Tạ Thị Thủy cú sút. Đó là quyết định dứt điểm ngay của tiền đạo mạo số 14 bên phía U20 Việt Nam. Bóng đi thẳng vào vị trí của thủ thành bên phía U20 Ấn Độ. Đó là Ashika. Rất tốt. Tình huống cắt bóng của Thùy Nhi. Neha. Neha là một mũi tấn công cánh trái cực kỳ lợi hại của U20 Ấn Độ và chúng ta cần phải rất dè chừng. Ở trận đấu ra quân của U20 Ấn Độ thì Neha không đá chính mà chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng những màn trình diễn sau đó của cầu thủ này đã giúp cho cô có tên ở hai trận đấu tiếp theo của U20 Ấn Độ, đặc biệt là trận đấu quan trọng ngày hôm nay. Ở trận đấu ra quân của họ thì vị trí của Neha được thay bởi Sumati Kumari. Nhưng tiền đạo này đã lấy được suất đá chính sau khi có màn trình diễn ấn tượng ở hiệp 2 trận đấu thứ nhất và ở lượt trận thứ hai nữa. Hoàng Vân. Babina. Bảo Trâm. Đường chuyền hỏng của Bảo Trâm rất nguy hiểm. Apuna. Chúng ta cần phải rất bình tĩnh và thi đấu chắc chắn ở khu vực sân nhà. Nhật Lan.
Tạ Thị Thủy không được. U20 Ấn Độ đang thực hiện những đường xuống biên, những đường chuyền dài nguy hiểm quá. Kajon Hubert, một cú sút từ khoảng cách rất xa của tiền vệ áo số 8 bên phía U20 Ấn Độ. Ngọc Ánh, Minh Chuyên, vẫn là Minh Chuyên, rất nhanh nhẹn, Hoàng Vân. Đường chuyền hơi non của Hoàng Vân. Nhật Lan phối hợp với Minh Chuyên. Vừa rồi là đường chọc khe của Vũ Thị Hòa. Phía trên thì lúc này U20 Ấn Độ đang thi đấu khá rình rập với ba tiền đạo to con: Ngọc Ánh, Vũ Thị Hòa, Thùy Nhi. Vũ Thị Hòa đường chuyền cho Hoàng Vân. Vừa rồi thì Astam Oron đã cắt bóng. Ngọc Ánh rất nguy hiểm. Một tình huống thót tim cho khán giả có mặt tại sân vận động Việt Trì, nhưng pha dứt điểm vừa rồi của Anita là quá đơn giản. Không phải, đó là tình huống đi bóng và dứt điểm của đội trưởng Apuna. U20 Ấn Độ đã có hai cơ hội để hãm thành. Nguy hiểm, không ăn, không được. Vẫn còn. Quá đáng tiếc cho Lưu Hoàng Vân. Phản công cho U20 Ấn Độ. Neha sải chân dài và tốc độ rất tốt. Đó là cú sút từ rất xa. Và đã có bàn thắng dành cho cao thủ U20 Ấn Độ. Phải nói là một siêu phẩm từ ngoài vòng cấm của Babina. Sau khi chúng ta không thể tận dụng cơ hội thì đội tuyển U20 Ấn Độ đã có bàn thắng dẫn trước. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cú sút của Babina. Một cú sút không cần nhiều đà, rất đẹp mắt. Cú sút rất vừa tầm chân của Babina. Lần đầu tiên ở giải năm nay thì U20 Việt Nam bị dẫn trước và chúng ta sẽ phải dồn lên và chờ đợi vào bản lĩnh của các cầu thủ trẻ. Rất hay, không việt vị, Minh Chuyên căng ngang, không được. Neha. Như vậy là chúng ta đã để cho đối phương dẫn trước. Lần đầu tiên ở giải đấu này thì U20 Việt Nam bị thủng lưới, cũng là bàn thua đầu tiên của chúng ta. Thử thách dành cho đội bóng của huấn luyện viên Akira Iziri. Thời gian còn rất nhiều. Hoàng Vân ném biên cho U20 Việt Nam.
Ngày hôm nay thì Astam Oraon sẽ là người đối đầu trực tiếp ở cánh của Liêu Hoàng Vân. Thành Thảo là người ném biên. Apuna. Minh Chuyên. Minh Chuyên là cầu thủ rất nhanh nhẹn và khéo léo. Hoàng Vân. Cú sút từ vòng cấm của Hải Yến. Chúng ta chưa quên ở trận đấu gặp U20 Singapore thì Hải Yến cũng đã có một siêu phẩm từ ngoài vòng cấm. Như khoảng cách gần hơn. Cú sút vừa rồi ở khoảng cách quá xa. Đây là lúc mà U20 Việt Nam phải thể hiện được bản lĩnh của mình. Và cũng đang rất cần sự ủng hộ và cổ vũ của khán giả nhà. Chúng ta được thi đấu trên sân nhà. Lưu Hoàng Vân ngày hôm nay vẫn được bố trí đá lệch phải theo hướng tấn công của U20 Việt Nam. Minh Chuyên. Khá hay. Nhật Lan. Nhật Lan đang quan sát. Vũ Thị Hoa. Nhật Lan cần phải quan sát và quyết định nhanh hơn để không mất đi sự bất ngờ trong những tình huống lên bóng. Về lý thuyết thì U20 Việt Nam chỉ cần một điểm là sẽ giành quyền đi tiếp. Nhưng bây giờ chúng ta đang bị dẫn bàn. Bảo Trâm. Lỗi của U20 Ấn Độ. Bàn thắng của U20 Ấn Độ làm tình huống tỏa sáng cá nhân. Và cũng rất khó để có thể trách thủ thành Kiều My ở trong pha bóng vừa rồi khi mà Babina Devi đã xử lý quá hay. Đường chuyền dài của Hải Yến. Lỗi rồi. Apuna đã phạm lỗi với Hải Yến. Đó là quyết định của trọng tài. Trên đường pit thì huấn luyện viên Lường Văn Chuyên, trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển U20 Việt Nam, đang truyền tải những nhắc nhở, những chỉ đạo của huấn luyện viên Akira đến với các học trò. Một trong ba cầu thủ tấn công của U20 Ấn Độ. Đó là Apuna. Cần phải hạn chế những đường chuyền hỏng bên phần sân nhà. Vẫn là một đường mở bóng sang cánh trái rất thoáng dành cho Neha. Nhưng lần này thì tiền đạo áo số 12 đã xử lý không thực sự tốt. Vũ Thị Hoa. U20 Ấn Độ đúng là đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U20 Việt Nam. Và ngày hôm nay họ đang thực hiện một lối chơi cực kỳ hợp lý. Chúng ta đang gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng. Babina. Neha. Một cầu thủ của U20 Ấn Độ đang nằm sân. Có vẻ như đó là Punima Kumari, một trong hai trung vệ của đội bóng áo xanh.
Đúng là như vậy, Unima Kumari. Tình huống tranh chấp với Tạ Thị Thủy của U20 Việt Nam. Trong những phút đã qua của hiệp 1 thì chúng ta không ít lần thực hiện những đường chuyền mạo hiểm ở khu vực sân nhà và để mất bóng vào chân của đối phương. Tình huống cắt bóng tốt của Thanh Thảo, Hoàng Vân. Ném biên là hậu vệ Thanh Thảo. Đội bạn rất cao lớn. Với sải chân dài thì Unima Kumari tỏ ra rất có ưu thế trong những cuộc đối đầu tranh chấp tay đôi với các tiền đạo của Việt Nam như là Minh Chuyên. Thanh Thảo. Quả treo bóng của Thanh Thảo không tìm tới một cái bóng áo đỏ nào. Nhật Lan. Khá hay cơ ơi, không được. Đó là pha thoát xuống của Tạ Thị Thủy và Lưu Hoàng Vân. Đường chuyền vẫn là hơi sâu một chút so với đà di chuyển của hai cầu thủ này. Không có lỗi của Neha. Vũ Thị Hòa đã rất nỗ lực trong tình huống tranh chấp với tiền đạo to con của U20 Ấn Độ. 1/2 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua và chúng ta đang để đối phương dẫn 1-0 với một bàn thắng rất đẹp mắt từ khu vực ngoài vòng cấm địa do công của Babina Devi. Vẫn là Puna. Nguy hiểm quá. Rất may là không có bàn thắng thứ hai dành cho U20 Ấn Độ. Tiếp tục là một pha bóng hú hồn đối với khán giả đang theo dõi trận đấu này. Anita đã chứng tỏ sự nguy hiểm của mình. Người sẽ thực hiện quả phạt góc này cho U20 Ấn Độ là Neha. Neha. Trên sân vận động Việt Trì lúc này, các khán giả đang hô vang hai tiếng Việt Nam để động viên các cầu thủ U20 Việt Nam của chúng ta. Thời gian của trận đấu còn rất nhiều và chúng ta vẫn đang là đội bóng có nhiều cơ hội để đi tiếp hơn, khi mà chúng ta chỉ cần một trận hòa là sẽ giành quyền vào vòng loại thứ hai. Nhưng mục tiêu trước mắt là ít nhất chúng ta phải có được bàn gỡ đã. Hải Yến. Lần thứ hai trận đấu này, chân sút mang áo số 14 lại có cơ hội để dứt điểm về phía khung thành của Anshika. Chúng ta vẫn cần chờ một sự sắc bén hơn nữa, một sự lạnh lùng hơn nữa từ các tiền đạo của U20 Việt Nam. Đường chuyền nối vừa rồi của Minh Chuyên là rất vừa tầm cho Tạ Thị Thủy. Có vẻ như là việc đối phương áp sát ngay phía sau cũng khiến cho
góc sút của Tạ Thị Thủy không có được một sự ưng ý cao nhất. Apuna. Đây là Neha. Neha và Thanh Thảo. Tạ Thị Thủy lên bóng cho U20 Việt Nam. Minh Chuyên. Hoàng Vân. Đường chuyền không tốt của Hoàng Vân. Bảo Trâm. Hôm nay sẽ là một ngày làm việc rất vất vả của Bảo Trâm, của Hải Yến và các đồng đội. Bên phía U20 Việt Nam thì các thành viên trong ban huấn luyện cũng đang có những nhắc nhở hết sức quyết liệt với các cầu thủ trên sân. Trọng tài đã thổi phạt đối với đội trưởng Apuna của U20 Ấn Độ. Ngày hôm nay thì đội trưởng Bảo Trâm của chúng ta sẽ phải giáp mặt với những tiền đạo rất to con và khỏe của U20 Ấn Độ. Trong trận đấu mà chúng ta đang theo dõi trong những phút đã qua, Tạ Thị Thủy, tiền đạo mang số 14 đã có 2 lần tung ra được những cú dứt điểm về phía khung thành của Anshika. Nhưng đều là những cú sút đi đúng vào vị trí của thủ môn này. Minh Chuyên! Vẫn là Minh Chuyên, không được. Tuyến 2, cú sút! Cú sút! Không vào! Đó là cú sút của Vũ Thị Hoa. Có cảm giác như bàn thắng đã đến rất gần với U20 Việt Nam rồi. Tình huống băng lên đầy dũng mãnh của Vũ Thị Hòa, bất chấp sự truy cản của hai cầu thủ U20 Ấn Độ. Đường chuyền của Minh Chuyên. Bóng đi trên cột dọc trong gang tấc. Đó là pha băng lên tham gia tấn công của hậu vệ phải Thanh Thảo. Thanh Thảo ngày hôm nay thường xuyên phải đối đầu với Neha. Và nhiệm vụ của Thanh Thảo sẽ là phải chăm sóc rất kỹ tiền đạo này. Chúng ta cần có được bàn thắng để giải tỏa những áp lực về mặt tâm lý. Nguy hiểm. Nitulinda. Neha. Vẫn sẽ làm đường căng ngang của Neha. Không phải. Đó là pha ngoặt bóng.
vẫn làm cú sút của Babina Devi. Ngày hôm nay thì Babina Devi rất chăm chỉ sút xa. Phú Thị Hoa, Minh Chuyên, Tạ Thị Thủy. Thanh Thảo. Đó là tình huống phá bóng của Vũ Thị Hòa. Ngày hôm nay thì Vũ Thị Hòa cùng với Nhật Lan vẫn là bộ đôi tiền vệ trung tâm của chúng ta. Thùy Nhi. Rất hay. Minh Chuyên. Không được. Tạ Thị Thủy. U20 Việt Nam đang rất khẩn trương trong những tình huống lên bóng. Tiếp tục là một quả ném biên nữa. Người vừa phá bóng đó là Shiki Devi. Phạt góc cho U20 Việt Nam. Chúng ta cần phải tận dụng những tình huống như thế này. Đá phạt góc đó là Hải Yến, chuyên gia sút phạt góc của đội tuyển U20 Việt Nam. Rất trông chờ vào tình huống phối hợp đá phạt góc quen thuộc của U20 Việt Nam mà chúng ta khiến cho đối phương không thể nắm bắt được ai sẽ là người nguy hiểm. Tình huống khiến cho đối phương sẽ bị phân tâm và không thể theo kèm được bất cứ một cầu thủ nào. Nhưng đó là tình huống mà thủ thành Ashika đã chơi tập trung. Cần phải rất thận trọng trong những pha phản công của U20 Ấn Độ khi họ có những tiền đạo to con và có tốc độ. Chúng ta có thể quan sát được sự chênh lệch về mặt hình thể, về vóc dáng giữa Thùy Nhi và Anita. Đó là một trong những bất lợi nhất của U20 Việt Nam ở trận này. Babina. U20 Việt Nam đang phải lùi sâu. Chúng ta cũng không băng lên quá cao khi mà họ đối phương thường xuyên có 3 tiền đạo có thể phối hợp phản công bất cứ lúc nào. Sau 30 phút đầu tiên thì U20 Việt Nam vẫn đang để cho đối phương dẫn trước. Vũ Thị Hoa. Vẫn là U20 Việt Nam. Mở bóng sang cánh phải cho Thanh Thảo. Rất đáng tiếc là Thanh Thảo lại chuyền bóng sửa lưng của đồng đội. Minh Chuyên đã di chuyển vào trong. Chúng ta cần phải chắt chiu hơn nữa những cơ hội của mình.
ném biên cho U20 Ấn Độ. Cũng giống như ở trận đấu trước thì Hải Yến có tầm hoạt động rất rộng. Bên cạnh tập trung cho việc phòng ngự thì đây cũng là một mẫu cầu thủ có khả năng tham gia tấn công rất hay. Nhưng chúng ta đang bị dẫn bàn và mục tiêu trước mắt của chúng ta đó là phải không để thua thêm. Thi đấu thật sự chắc chắn ở phần sân nhà và tận dụng những cơ hội có được để ghi bàn thắng gỡ hòa. Đây có thể coi là trận đấu cân bằng nhất của bảng F vòng loại thứ nhất U20 châu Á 2024. Các trận đấu diễn ra tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. U20 Việt Nam và U20 Ấn Độ đã chứng tỏ được sự cân bằng về mặt trình độ. Lúc này thì đội bóng áo xanh với một tình huống tỏa sáng cá nhân của Babina đang vượt lên dẫn trước U20 Việt Nam với tỷ số 1-0. Thời gian còn rất nhiều và chúng ta vẫn còn cơ hội để tìm kiếm bàn gỡ. Nếu như U20 Việt Nam có được bàn gỡ ngay trong hiệp 1 thì đó sẽ là một tín hiệu rất tốt và một lợi thế về mặt tinh thần trước khi bước vào hiệp 2. Phần nào những áp lực sẽ được gỡ bỏ. Thanh Thảo, Minh Chuyên phối hợp với Nhật Lan, Minh Chuyên. Các hậu vệ của U20 Ấn Độ bọc lót cho nhau rất tốt. Thực sự là không có nhiều khoảng trống trước khung thành của thủ môn Anshika. Ngày hôm nay thì Ngọc Ánh vẫn đang là một trong bốn tiền vệ của huấn luyện viên Akira Iziri. Kiều My, Vũ Thị Hoa. Cà Tròn rất nguy hiểm. Rất may là Thủy Nhi đã can thiệp kịp thời. Những tình huống xẻ nách xuống hai đáy biên của các thủ U20 Ấn Độ đang gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của U20 Việt Nam. Cà Tròn phối hợp với Neha. Vẫn là Cà Tròn rất trống trải và mượt mà. Chúng ta có vẻ như đang bị cuốn vào lối chơi của U20 Ấn Độ. Cần phải rất tỉnh táo. Đứng trước bóng đó là Anita. Rất nguy hiểm. Cơ hội rất nguy hiểm cho U20 Ấn Độ. Sẽ có một quả phát bóng lên dành cho U20 Việt Nam.
Người chạm bóng cuối cùng là Neha. Các khán giả vẫn đang dành những sự động viên, những tiếng hô vang không ngớt trên khán đài dành cho các cô gái của U20 Việt Nam. Khoảng cách chỉ là một bàn mong manh thôi. Cơ hội Minh Truyền! Minh Truyền! Không được! Đẩy bóng hơi dài. Thật tiếc cho Minh Truyền. Đó là những tình huống rất sở trường của tiền đạo này. Sức dướn của Minh Truyền là tuyệt vời. Nếu như ở nhịp bóng thứ hai Minh Truyền khống chế gọn gàng hơn một chút, hoặc thực hiện ngay một tình huống xúc bóng qua đầu của thủ môn đối phương, thì có lẽ đã có một cơ hội thật sự đáng kể hơn cho U20 Việt Nam. Không phải là chúng ta không có cơ hội, nhưng chúng ta vẫn chưa thể có được những tình huống dứt điểm thực sự tròn trịa, thực sự hiệu quả với khung thành của U20 Ấn Độ. Cú dứt điểm từ xa. Đó là tình huống xoay người dứt điểm của Tạ Thị Thủy, người đã có nhiều cơ hội nguy hiểm nhất cho tới lúc này bên phía U20 Việt Nam. Cú sút rất quyết đoán của Tạ Thị Thủy nhưng bóng vẫn đi chệch khung thành. Hoàng Vân, Nhật Lan, Ngọc Ánh, Tạ Thị Thủy, Thùy Nhi, Minh Truyền. Bóng đã đi ra ngoài sân. Đó là một tình huống che bóng tỉnh táo của Astam Oraon, một trong hai hậu vệ biên của U20 Ấn Độ. Trận đấu đã đi vào những phút cuối của hiệp 1 và tỷ số vẫn đang là 1-0 cho U20 Ấn Độ. Họ đã có được bàn thắng nhờ một tình huống tỏa sáng của Babina Devi, một cú sút rất đẹp từ ngoài vòng cấm. Vẫn là U20 Việt Nam. Đó là tình huống đột phá của Ngọc Ánh. Chúng ta đang ngày một tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đó là pha dứt điểm ở ngoài vòng cấm của Trần Nhật Lan. Đây là lúc mà người hâm mộ đang chờ đợi vào những tình huống tỏa sáng cá nhân. Khi mà những miếng phối hợp vẫn chưa thể mang lại hiệu quả thì một cú sút xa, một tình huống gây đột biến giống như U20 Ấn Độ đã làm được trong hiệp 1 sẽ là một chìa khóa để mở ra một kết quả thuận lợi cho U20 Việt Nam. Hoàng Vân hay quá phối hợp với Minh Truyền. Một lần nữa thì góc sút của Minh Truyền đã bị hẹp đi rất nhiều. Hải Yến, Thùy Nhi, khá tốt. Nhật Lan, được truyền cho Thanh Thảo, hơi non. Nhưng rất may là Kajon cũng đã không thể theo kịp đường bóng vừa rồi. Chúng ta còn khoảng 3 phút nữa. Được truyền của Thanh Thảo, Babina, Hải Yến. Những tình huống không chiến là lợi thế của cao thủ U20 Ấn Độ.
Apuna. Trong những phút vừa qua thì U20 Việt Nam đã dần lấy lại được thế trận trên sân với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội hơn. Nhưng cũng không thể không cảnh giác với những tình huống như thế này. Nguy hiểm quá. Đó là quyết định xử lý của Vũ Thị Hòa. Có lẽ là chúng ta cần khoảng thời gian nghỉ giữa hai hiệp để có một số sự điều chỉnh. U20 Ấn Độ ngày hôm nay đang chơi rất hợp lý. Việc để thua sớm cũng đã ảnh hưởng phần nào tới tinh thần của cao thủ U20 Việt Nam. Minh Chuyên. Minh Chuyên đang lạc lõng. Vẫn là Minh Chuyên. Không được. Suýt chút nữa thì Minh Chuyên đã có đường chọc khe rất hay dành cho Lưu Hoàng Vân. Nhưng một lần nữa thì Aston Aron đã tỉnh táo. Đúng là U20 Ấn Độ đã nghiên cứu rất nhiều lối chơi của U20 Việt Nam trước khi trận đấu này diễn ra. Babina, 2 phút bù giờ dành cho hiệp 1. Cầu thủ đội bạn vẫn nhanh hơn chúng ta một bước. Không có lỗi. Tạ Thị Thủy. Quả tạt của Tạ Thị Thủy là hơi hiền. Vẫn là pha lên bóng của U20 Việt Nam. Ngọc Ánh. Tạ Thị Thủy. Dứt điểm. Vào, không vào. Nhật Lan vẫn còn. Rất nhiều nỗ lực. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có bàn gỡ hòa. Tuyệt vời. Phải tới cú sút thứ hai thì Nhật Lan mới có thể làm tung lưới của Ashika. Nhưng tất cả những gì chúng ta chờ đợi đã đến. Hãy cùng xem lại bàn thắng này. Tạ Thị Thủy đã có một quyết định rất tỉnh táo, đó là đẩy bóng vào trong cho Nhật Lan. Chuyên gia sút phạt, chuyên gia sút xa của U20 Việt Nam. Lần thứ nhất đã không thành công, nhưng lần thứ hai thì không còn cơ hội cho Ashika nữa. Một bàn thắng rất tuyệt vời. Bước một rất vừa vặn. Cột dọc đã cứu thua cho U20 Ấn Độ một lần, nhưng không thể giúp cho họ tránh được bàn thua. Và lúc này thì trên luồng livestream của chúng tôi, các khán giả đang dành rất nhiều tình cảm cho đội tuyển U20 Việt Nam và để theo dõi những diễn biến mới nhất và highlight của hiệp 1 trận đấu thì quý vị đừng quên truy cập vào ứng dụng On Plus của chúng tôi. Sẽ có tất cả những gì mà chúng ta có thể chờ đợi ở trận đấu U20 Việt Nam và U20 Ấn Độ, những gì diễn ra trong hiệp 1, highlight bàn thắng và những tình huống đáng chú ý nhất trên ứng dụng On Plus của chúng tôi. Và vừa rồi thì trọng tài chính bà Kim Ju Yong cũng đã nổi còi khép lại 45 phút đầu tiên của trận đấu. Ở những giây cuối cùng thì chúng ta đã có được bàn gỡ rất tuyệt vời. Và hãy cùng chờ đợi những diễn biến của hiệp 2 khi mà U20 Việt Nam đã có được bàn thắng để cân bằng tỷ số và sẽ có được một tinh thần tốt trước khi bước vào những diễn biến của hiệp đấu tiếp theo.
Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với hiệp 2 trận đấu trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất giải bóng đá nữ U20 châu Á 2024. Trận đấu giữa đội tuyển U20 Việt Nam và U20 Ấn Độ. Và để theo dõi trọn vẹn trận đấu này cũng như là rất nhiều những sự kiện khác thì quý vị đừng quên tải ứng dụng OnPlus của chúng tôi. Trận đấu đang được phát trực tiếp trên ứng dụng OnPlus cùng với luồng live stream trên các nền tảng số của OnSport, bao gồm page OnSport, các kênh YouTube của OnSport. Trong hiệp 1 thì đội tuyển U20 Việt Nam của chúng ta đã để cho đối phương dẫn bàn và đã thi đấu đầy nỗ lực kiên cường và đã có bàn gỡ ở những giây cuối cùng. Và trước khi bước vào hiệp 2 thì lợi thế dẫn bàn của U20 Ấn Độ không còn nữa. Hai đội sẽ bước vào hiệp 2 với tỷ số hòa 1-1 và như vậy là hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 2 thì hai đội đổi sân, U20 Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị khán giả. Cả hai đội đều chưa có bất cứ một sự thay đổi nào. Đường chuyền của Neha cho Apuna. Trong hiệp 1 thì bộ ba Apuna, Neha và Anita vẫn tiếp tục cho thấy ưu thế về mặt thể hình. Nhưng bàn thắng của U20 Ấn Độ lại không đến từ ba cái tên này mà là một cú sút xa rất căng. Có thể nói là căng như kẻ chỉ của Babina ở ngoài vòng cấm và đã làm bó tay thủ thành Danh Thị Kiều My của U20 Việt Nam. Những phút sau đó là một thế trận đầy nỗ lực của các cô gái áo đỏ. Chúng ta đã chơi kiên cường và tạo ra được rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Đây là pha xuống biên của Anita, rất nguy hiểm. Anita và Thùy Nhi. Ngọc Ánh, Thùy Nhi, Minh Truyền. Minh Truyền cũng đã có được một vài cơ hội trong hiệp 1 nhưng chưa thể ghi bàn. Chúng ta cần phải rất hạn chế những tình huống chuyền hỏng ở khu vực sân nhà. Sau khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thì cho tới phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1 thì Nhật Lan là người đã tỏa sáng rực rỡ để mang về bàn gỡ cho đội tuyển U20 Việt Nam. Xuất phát từ đường chuyền bóng đến chân của Tạ Thị Thủy và tiền đạo Ma số 14 đã nhả bóng lại rất vừa tầm cho Nhật Lan. Thực hiện một pha cứa lòng bằng chân phải. Bóng đã dội cột dọc nhưng ở cú sút thứ hai thì thủ thành Ashika đã không còn một cơ hội nào. Ngoài việc phải nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thắng đến ở những giây cuối cùng hiệp 1 đã mang tới cảm xúc vỡ òa cho khán giả có mặt tại sân vận động tỉnh Việt Trì. Kết quả mà chúng ta đang theo dõi là một tỷ số vừa đủ để giúp cho U20 Việt Nam giành ngôi đầu bảng. Nhưng trận đấu còn rất dài, còn cả một hiệp đấu phía trước và U20 Việt Nam cần phải rất cẩn trọng với những tình huống lên bóng của các cầu thủ U20 Ấn Độ. Và chúng ta cần phải có thêm bàn thắng. Vẫn là Neha. Neha và Thanh Thảo. Ngày hôm nay có rất nhiều tình huống đối đầu với nhau. Một pha lên bóng mềm mại và nhịp nhàng của U20 Việt Nam. Minh Chuyên. Tạ Thị Thủy đang di chuyển, cánh trái là Ngọc Ánh. Rất thoáng. Tạ Thị Thủy không được. Tạ Thị Thủy có vẻ như ngày hôm nay không có được cảm giác bóng tốt nhất. Những pha xử lý của tiền đạo này vẫn đang thiếu đi một chút gì đó nhạy cảm.
Tạ Thị Thủy chính là người đã kiến tạo cho Nhật Lan ghi bàn mở tỷ số cho U20 Việt Nam ở phút cuối cùng của hiệp 1. Ngọc Ánh. Trong hiệp 1 thì thời lượng kiểm soát bóng của U20 Ấn Độ là 55%. Nhỉnh hơn so với U20 Việt Nam của chúng ta. Trong khoảng một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 thì đội bạn là những người chơi tốt hơn. Và họ đã có bàn thắng sớm. Nhưng ở khoảng thời gian sau đó khi mà U20 Việt Nam lấy lại được quyền kiểm soát bóng và chúng ta lấy lại được tinh thần, thì lối chơi của U20 Việt Nam đã có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn. Và hệ quả là bàn thắng gỡ hòa 1-1. Trận đấu trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng tại bảng F vòng loại thứ nhất giải bóng đá nữ U20 châu Á 2024 đang được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên rất nhiều nền tảng. Trong đó có ứng dụng OnPlus, trong đó có các nền tảng số của OnSport. Trên Facebook và YouTube, và quý vị khán giả có thể đồng hành với chúng tôi để cùng cổ vũ cho đội tuyển U20 Việt Nam của chúng ta. Người đem biên là Thanh Thảo, Tạ Thị Thủy. Đây là trận đấu đầu tiên U20 Việt Nam bị dẫn bàn. Rất hay Minh Chuyên, tốc độ của Minh Chuyên, 1-3. Rất khó. Với những hậu vệ to cao bên phía U20 Ấn Độ thì một mình Minh Chuyên là rất khó. Nhưng một lần nữa thì Minh Chuyên lại có bóng. Người đã cắt bóng là Samoraon. Không phải, đó là Punima Kumari, trung vệ màu số 2 bên phía U20 Ấn Độ. Những tiếng cổ vũ Việt Nam đang vang lên trên các khán đài của sân vận động Việt Trì. U20 Việt Nam đang có lợi thế về mặt tinh thần với sự ủng hộ và cổ vũ rất cuồng nhiệt của khán giả nhà. Đối với các cầu thủ trẻ thì đó lại là một nguồn động viên to lớn hơn rất nhiều nữa. Tình huống phá bóng an toàn để chịu quả phạt góc. Người đã phá bóng đó là Hải Yến. Sự thay đổi người đầu tiên bên phía U20 Việt Nam. Theo những gì mà chúng tôi quan sát trên sân lúc này thì Lý Linh Trang đã rất sẵn sàng. Minh Chuyên phản công cho U20 Việt Nam. Vũ Thị Hoa đang di chuyển. Đường chuyền hơi chậm của Minh Chuyên. Chúng ta cần phải phối hợp nhanh hơn để tạo ra sự bất ngờ trong những pha lên bóng. Subangi. Bảo Trâm. Vũ Thị Hoa. Sự thay đổi người bên phía U20 Việt Nam. Nhật Lan là người rời sân.
Cầu thủ đã ghi bàn thắng đầu tiên cho U20 Việt Nam đã được huấn luyện viên Akira đưa ra nghỉ, và thay cho Nhật Lan là tiền vệ Lý Linh Trang. Cầu thủ mang áo số 7 Trần Nhật Lan rời sân, cầu thủ mang áo số 4 Lý Linh Trang vào sân. Lý Linh Trang là cầu thủ thuộc biên chế của Hà Nội. Đây là bàn thắng của Nhật Lan, một cú sút đầu tiên đã đưa bóng đi dội cột dọc, pha xử lý rất hay, quạt bóng bằng chân trái, và cú sút thứ hai đưa bóng vào góc phải không thành. Lần này thì Ashika đã không còn cách nào khác. Những lá cờ Tổ quốc rất đẹp đang được tung bay trên khán đài của sân vận động Việt Trì. Hình ảnh rất tuyệt vời trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng trên sân lúc này thì một cầu thủ của U20 Ấn Độ đang tỏ ra khá đau đớn. Có vẻ đó như là tiền vệ trung tâm Kajon Hubert. Như hình ảnh mà chúng ta luôn luôn cảm thấy rưng rưng xúc động mỗi khi được chứng kiến. Ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ một giải đấu nào thì các đội tuyển của bóng đá Việt Nam vẫn luôn nhận được những tình cảm tuyệt vời như vậy. Kajon Hubert, tiền vệ trung tâm của U20 Ấn Độ, trong tình huống tranh chấp với cầu thủ của U20 Việt Nam đã bị đau. Subangi, Minh Chuyên rất nhanh nhẹn, chuyền bóng ngay. Lưu Hoàng Vân rất nhanh, tốc độ của Lưu Hoàng Vân. Lưu Hoàng Vân đã có ý đồ thực hiện một tình huống chuyền vào cho Thanh Thảo băng lên, cho Ngọc Ánh băng lên. Đây là huấn luyện viên trưởng của U20 Ấn Độ, bà Mayon Rocky. Thùy Nhi, Ngọc Ánh. Ngọc Ánh là một cầu thủ thuận chân phải, hơi đáng tiếc. Anita, chúng ta cần phải rất chắc chắn ở khu vực sân nhà. Ngoại trừ bàn thua từ một tình huống tỏa sáng cá nhân của Babina Devi thì lúc này thủ thành Danh Thị Kiều My vẫn đang chơi chắc chắn trước khung thành của U20 Việt Nam. Đây là Thùy Nhi, Minh Chuyên. Huấn luyện viên Akira Iziri đang có những truyền đạt lại cho các trợ lý để nhắc nhở các học trò trên sân. Ông vẫn chưa hài lòng với những gì mà U20 Việt Nam thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay, mặc dù chúng ta đã có bàn gỡ. Bảo Trâm, muốn xử lý bình tĩnh của Bảo Trâm. Đây là Ngọc Ánh, Lý Linh Trang. Hải Yến rất bình tĩnh. Minh Chuyên điều chuyển cho Lưu Hoàng Vân. Hoàng Vân, Hoàng Vân hơi lỡ trớn. Vũ Thị Hòa, bóng đã đi ra ngoài sân. Một đường mở bóng rất thoáng cho Hoàng Vân. Cú sút vẫn còn, không được.
thế trận trên sân trong hiệp 2 đã mang tới nhiều sự khởi sắc hơn cho U20 Việt Nam. Đội bạn đã không còn có thể kiểm soát bóng một cách chủ động như trong khoảng một nửa gian đầu hiệp 1 nữa. Những phút nghỉ giải lao đã giúp cho U20 Việt Nam cải thiện rất nhiều. Vũ Thị Hòa. Vẫn là Vũ Thị Hòa. Một cầu thủ của chúng ta đang bị đau. Người bị đau là tiền đạo Tạ Thị Thủy. Cáng đã được đưa vào sân. Hy vọng là Tạ Thị Thủy vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Tạ Thị Thủy đã đứng dậy và có thể tiếp tục thi đấu trong những phút tiếp theo. Tạ Thị Thủy là tiền đạo có thể hình tốt nhất bên phía đội tuyển U20 Việt Nam. Tạ Thị Thủy sinh năm 2004 và đang thi đấu cho câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Bác sĩ đang chăm sóc cho Tạ Thị Thủy ở khu vực đường pitch. Huấn luyện viên Akira cũng đang rà soát đường pit để hỏi thăm và có những chia sẻ với học trò. Thùy Nhi. Ngọc Ánh. Ném biên cho U20 Ấn Độ. Đó là tình huống lùi về tham gia phòng ngự của tiền đạo Anita. Subangi. Thùy Nhi. Apuna. Thùy Nhi. Minh Chuyên. Ngọc Ánh. Thùy Nhi. Vẫn là Thùy Nhi. Astam Oraon. Mười lăm phút đầu tiên của hiệp 2 đã trôi qua. Tỷ số vẫn đang là 1-1. U20 Ấn Độ đã gặp phải nhiều khó khăn hơn trong hiệp 2. Khi mà các vị trí của U20 Việt Nam đã được bố trí và sắp xếp một cách hợp lý hơn. Cao thủ cũng đã có được sự liên kết tốt hơn với nhau. Đường chuyền hỏng vừa rồi là của Thùy Nhi, Babina, Kajon. Ngọc Ánh. Babina. Và tình huống cắt bóng của Thanh Thảo. Có vẻ như là Tạ Thị Thủy sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Tiền đạo của chúng ta lại nằm sân.
Có vẻ như Đại Thủy đã mắc một chấn thương. Rất có thể bên phía U20 Việt Nam sẽ phải có một sự thay đổi người nữa. Ở trong băng ghế chỉ đạo, xin lỗi quý vị, trên băng ghế dự bị của chúng ta thì vẫn còn những tiền đạo như là Hồng Như Hoa. Hay là Đặng Thị Duyên. Và trên sân lúc này thì Hồng Như Hoa đã rất sẵn sàng ở ngoài đường pit để có thể vào sân trong những phút tiếp theo. Một sự thay đổi người bất đắc dĩ của huấn luyện viên Akira, tại thì Thủy đã bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Tạ Thị Thủy rời sân, nhường chỗ cho tiền đạo Hồng Như Hoa. Phản công cho U20 Việt Nam. Rất hay. Vẫn là Minh Truyền. Minh Truyền không vội vàng mà bình tĩnh xử lý bóng, lỗi rồi. Pha phạm lỗi của Nitulinda với Ngọc Minh Truyền. Tình huống xử lý bóng kỹ thuật của Minh Truyền đã khiến cho đối phương buộc phải phạm lỗi. Sau khi vào sân thì Hồng Như Hoa sẽ đá chám vào vị trí mà Tạ Thị Thủy để lại. Đây là trợ lý huấn luyện viên Lương Văn Truyền, người đang trực tiếp truyền đạt những chỉ đạo của huấn luyện viên Akira đến với sân. Neha. Trong hiệp 2 thì Neha không còn có được nhiều đất để diễn như hiệp 1. Thanh Thảo đang rất cố gắng trong vai trò theo kèm với Neha. Apuna. Nitulinda. Subangi. Rất tốt. Tình huống cắt bóng của Thùy Nhi. Không được. Ngay sau đó thì Thùy Nhi lại chuyền hơi non. Vẫn là cao thủ U20 Việt Nam. Thùy Nhi. Minh Truyền. Vũ Thị Hòa. Rất tốt. Hồng Như Hoa. Minh Truyền. Lỗi việt vị rất đáng tiếc cho U20 Việt Nam. Chúng ta đã có đủ thời gian để quan sát và triển khai bóng. Tỷ số hiện tại vẫn đang là một tỷ số có lợi cho U20 Việt Nam. Nhưng tất nhiên là chúng ta không thể hài lòng với tỷ số hiện tại được. Đó là một tỷ số hết sức mong manh. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua và tỷ số vẫn đang là 1-1. Tình huống phá bóng vừa rồi là của đội trưởng Lê Thị Bảo Trâm. Với kết quả này thì U20 Ấn Độ đang là những người sốt ruột hơn U20 Việt Nam. Thế trận trên sân cũng không phải là một thế trận vượt trội dành cho họ. Ngọc Ánh. Ngọc Ánh là cầu thủ hay nhất trận đấu đầu tiên của chúng ta. Ngọc Ánh là người đã ghi bàn thứ hai trong chiến thắng 3-0 trước U20 Indonesia và được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu. Subangi. Apuna. Cần phải bình tĩnh hơn và quan sát nhiều hơn.
chúng ta không mất đi những cơ hội để lên bóng. Subangi. Những khoảng trống đã không còn để lộ ra giống như ở trong hiệp 1. U20 Ấn Độ đang thực sự bế tắc trong những pha tấn công của mình. Khi mà ba tiền đạo của họ bị theo kèm rất sát thì họ cũng không có nhiều cơ hội để có thể phối hợp và lên bóng tiếp cận khung thành của Danh Thị Kiều My. Ngày hôm nay thì Hải Yến cùng với Bảo Trâm là bộ đôi trung vệ của chúng ta. Apuna. Rất nguy hiểm. Tình huống phá bóng trượt của Vũ Thị Hòa vô tình đã tạo ra một cơ hội cho Babina. Rất may là vứt bóng của cầu thủ này, bóng đã đi hơi cao so với khung thành của Kiều My. Rất nguy hiểm. Người đã có một siêu phẩm trong hiệp 1, Babina Devi. Khi mà những miếng tấn công không thể được phối hợp một cách nhuần nhuyễn thì U20 Ấn Độ sẽ phải nhờ đến những tình huống sút xa. Punima Kumari. Rất tốt. Rất thoáng, Ngọc Ánh. Thùy Nhi. Tình huống tranh chấp của Hải Yến, của Thanh Thảo với Neha không vượt qua được Bảo Trâm. Rất tốt. Minh Chuyên, cánh trái rất thoáng, Ngọc Ánh. Và tình huống lao vào tranh chấp của tiền đạo vào sân tay người Hồng Như Hoa. Linh Trang, Hồng Như Hoa. Người đã nhanh chân hơn một bước, đó là Punima Kumari, trung vệ bên phía U20 Ấn Độ. Một quả phạt góc bên phía cánh trái dành cho đội tuyển U20 Việt Nam. Thùy Nhi là người sẽ thực hiện quả phạt góc này. Trọng tài đã yêu cầu Anita phải có một khoảng cách hợp lý với tình huống đá phạt của U20 Việt Nam. Bên phía U20 Ấn Độ có hai sự thay đổi người liên tiếp. Họ sẽ có những sự thay đổi ở hàng công. Như vậy là Neha rời sân để nhường chỗ cho Sumati Kumari. Và Anita cũng rời sân, nhường chỗ cho Musumi. Hai sự thay đổi người ở hàng tiền đạo bên phía U20 Ấn Độ. Họ đang tìm kiếm sự tươi mới hơn nơi hàng công của mình. Cơ hội cho U20 Việt Nam.
Ngọc Ánh rất khéo léo. Hồng Như Hoa hơi chậm. Sự tiếc nuối rất lớn sau khi Hồng Như Hoa có cơ hội đối mặt với thủ môn. Chúng ta cần phải chắc chịu hơn những cơ hội mà mình có được. Đó là tình huống đáng kể nhất kể từ đầu hiệp 2 dành cho U20 Việt Nam. Bảo Trâm, Minh Chuyên mất bóng rồi, rất nguy hiểm. Và tình huống chuyền bóng quá sâu, Musumi đã không thể theo kịp đường chuyền vừa rồi của đồng đội. Trên sân thì người đang bị đau bên phía U20 Ấn Độ đó là tiền vệ Kajon Hubert. Huống mà Bảo Trâm đã tắc bóng rất hay. Quý vị khán giả thân mến, trận đấu mà quý vị đang cùng theo dõi đang được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên rất nhiều nền tảng của VTV Cup, bao gồm ứng dụng On Plus và các nền tảng số như là PES, YouTube, Hotspot. Quý vị hãy cùng tải ứng dụng để cùng đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển U20 Việt Nam. Và như vậy là một con số thống kê rất ấn tượng, 7.289 khán giả đang có mặt để cổ vũ cho các cô gái của U20 Việt Nam trong trận đấu quyết định này. Trận đấu đã bước sang 15 phút cuối cùng. Chúng ta vẫn đang có được một tỷ số vừa đủ để giữ vững ngôi đầu bảng. Lưu Hoàng Vân, Ngọc Ánh xử lý bóng rất tốt. Vẫn là Ngọc Ánh, cần phải quyết đoán hơn. Lỗi của Minh Truyền đối với Shiki Devi, hậu vệ bên phía U20 Ấn Độ. Cao thủ U20 Ấn Độ đang bị thất thế hơn với kết quả hiện tại và họ bắt buộc phải dâng lên để tìm kiếm bàn thắng. Không còn cách nào khác. Chúng ta không thể chủ quan khi mà một đều là một tỷ số rất mong manh. Nitulinda đẩy bóng quá dài và Danh Thị Kiều My đã xử lý rất tỉnh táo. Thủ thành màu số 12 của U20 Việt Nam có gương mặt rất khả ái. Danh Thị Kiều My hiện tại đang là thành viên của câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố Hồ Chí Minh. Trong những phút đã qua thì có vẻ như là U20 Ấn Độ đang chiếm thời lượng kiểm soát bóng trên sân. Chúng ta đang để cho họ gây áp lực lên khung thành của Kiều My.
trong hiệp 1 thì U20 Ấn Độ cũng là đội bóng chiếm thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn với 55%. Những phút cuối của trận đấu sẽ là khoảng thời gian hết sức hồi hộp. Đây là khoảng thời gian mà cao thủ của chúng ta sẽ cần phải thi đấu chắc chắn hơn nữa, hạn chế tối đa những đường chuyền hỏng như vậy. Khi mà đội bạn có những cầu thủ vào sân thay người còn rất khỏe như là Musumi, rất khỏe. Xử lý bóng bình tĩnh. Minh Chuyên. Minh Chuyên cũng đang lùi về khá sâu để hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Linh Trang. Bảo Trâm. Shikhar Devi. Musumi. Sau khi vào sân thì Musumi đang đá chám vào vị trí của Anita, không có lỗi. Minh Chuyên. Rất hay, Hồng Như Hoa. Vẫn là Hồng Như Hoa. Một tình huống xử lý thật sự không tốt của tiền đạo áo số 13. Hồng Như Hoa đã tự đánh mất đi cơ hội của mình và các đồng đội. Cầu thủ này cũng tỏ ra rất tiếc nuối, mất bóng khu vực giữa sân rất nguy hiểm. Đây là cơ hội cho U20 Việt Nam. Hoàng Vân, cú sút. Sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc dành cho U20 Việt Nam mà thôi. Vẻ mặt đầy tiếc nuối của Lưu Hoàng Vân. Hoàng Vân và Minh Chuyên là hai cầu thủ nhỏ con nhưng rất tốc độ của U20 Việt Nam và chúng ta cần phải thật sự trách chịu những sai lầm như vậy của đội bạn. Đó là cú sút của Hoàng Vân nhưng bóng đã chạm chân của Purima Kumari trước khi đi hết đường biên ngang. Tình huống phối hợp đá phạt góc của cao thủ U20 Việt Nam. Mười phút cuối trận đấu rất hồi hộp. Đây là khoảng thời gian quan trọng và chúng ta cần phải chơi rất tập trung. Ngày hôm nay trên luồng livestream của chúng tôi ở tất cả các nền tảng thì đã có khoảng hơn 200.000 khán giả đang cùng theo dõi trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Ấn Độ. Và đó cũng là một tình cảm rất tuyệt vời mà người hâm mộ Việt Nam dành tặng cho các cô gái trẻ. Cầu thủ đang nỗ lực hết sức mình để có thể bảo toàn được lợi thế mà mình đang có được trước U20 Ấn Độ. Chúng ta giành tấm vé vào vòng loại thứ hai, nơi mà các đối thủ sẽ còn mạnh hơn rất nhiều. Đó là một cú sút đưa bóng không đến một địa chỉ nào của Musumi. Apuna. Mất bóng rồi. Bình tĩnh quan sát. Shikhar Devi. Tình huống cắt bóng tốt. Đó là của Hải Yến. Subangi. Astam Oraon. Tình huống lên tham gia tấn công của hậu vệ áo số 5.
Đó là pha cắt bóng tốt. Người đã có một tình huống cắt bóng rất tốt, đó là Thanh Thảo. Bây giờ thì U20 Việt Nam đang chơi phòng ngự phản công. Chúng ta đang tập trung cho nhiệm vụ bảo toàn tỷ số. Linh Trang. Phút thứ 85 của trận đấu. Tỷ số vẫn đang là 1-1. Quan sát trên sân lúc này thì có vẻ như là trong những phút tiếp theo, U20 Việt Nam sẽ có những sự tăng cường và gia cố cho hàng phòng ngự. Chúng ta đang quyết tâm bảo toàn được tỷ số để tiến vào vòng loại thứ hai. Nhưng trước mắt sẽ là một quả đá phạt trực tiếp của đội bạn. Nguy hiểm quá. Đó là pha dứt điểm của Kajon Hubert. Bây giờ là sự thay đổi người bên phía U20 Việt Nam. Hồng Trâm vào sân để thay cho Thùy Nhi. Và Vũ Thị Hòa cũng rời sân. Người sẽ thay thế cho tiền vệ màu số 8, đó là trung vệ Lưu Như Quỳnh, một cầu thủ có chiều cao. Một thẻ vàng dành cho tiền vệ mang áo số 8 Vũ Thị Hòa với lỗi câu giờ. Một sự gia cố ở hàng phòng ngự. Lưu Như Quỳnh là một trung vệ có chiều cao rất tốt. Và chúng ta sẽ tập trung tối đa cho nhiệm vụ bảo toàn tỷ số. Linh Trang. Astamoreon đang rất tích cực tham gia vào những đường lên bóng của U20 Ấn Độ trong những phút đã qua. Và không có phạt góc dành cho U20 Ấn Độ. Phút thứ 87 của trận đấu. Những phút cuối rất hồi hộp. Chúng ta sẽ chơi phòng ngự phản công. U20 Ấn Độ đã tung thêm hai tiền đạo vào sân để tìm thấy sự tươi mới trong lối chơi tấn công. Còn U20 Việt Nam đã tung thêm một trung vệ. Chúng ta sẽ quyết tâm cho mục tiêu bảo toàn tỷ số. Ở phía trên lúc này chỉ còn Minh Chuyên và Hồng Như Hoa. Hồng Trâm. Tình huống cắt bóng tốt, Như Hoa. Minh Chuyên. Không được. Uống khống chế bóng không thành công của Musumi. Một trong hai tiền đạo đã được huấn luyện viên Mayon Rocky đưa vào sân. Cho tới lúc này thì Sumati Kumari và Musumi vẫn chưa tạo ra được dấu ấn gì. Điều dễ hiểu là những tiền đạo tốt nhất của họ chính là bộ ba cầu thủ ra sân ngay từ đầu. Cái Hoàng Vân. Vẫn là Hoàng Vân. Sự truy cản rất gắt gao của Astamoron với Hoàng Vân. Nhưng đó là những tình huống mà chúng ta vẫn cần phải rất tận dụng để có thể đưa bóng tiếp cận gần hơn khung thành của đối phương. Bây giờ nhiệm vụ dành cho U20 Việt Nam là đưa bóng càng xa khung thành của Kiều My càng tốt. Lưu Như Quỳnh, một trong những cầu thủ có chiều cao tốt nhất của U20 Việt Nam, đã được huấn luyện viên Akira đưa vào sân để
hỗ trợ và gia cố cho hàng phòng ngự. Rất hay. Bây giờ thì U20 Ấn Độ đang sử dụng nhiều những đường truyền dài. Họ đang bế tắc trong việc phối hợp tìm đường vào trung lộ và sẽ tận dụng những đường bóng dài. Hoàng Vân. Không có lỗi. Vẫn là U20 Việt Nam. Minh Truyền cần phải cầm bóng chắc. Sinkyu Devi. Hải Yến xử lý rất bình tĩnh. Hoàng Vân. Hoàng Vân quan sát thấy thủ môn đội bạn đã lên hơi cao và đã quyết định thực hiện một tình huống lốp bóng nhưng bóng đi chưa đủ mạnh. Nhưng đó vẫn là một quyết định xử lý rất nhanh chóng của Hoàng Vân. Thời gian bù giờ của hiệp 2 là 5 phút. Rất hồi hộp 5 phút cuối cùng cho những nỗ lực của chúng ta. Cầu thủ của chúng ta đã làm tất cả để bảo toàn được lợi thế từ lượt trận đầu tiên cho tới lượt trận cuối cùng này. Và chỉ còn 5 phút nữa thôi. Những tiếng hô vang Việt Nam cố lên. Rất tốt. Nguy hiểm quá. Kiều My vừa có một tình huống cứu thua cho U20 Việt Nam. Rất hồi hộp. Một bàn thắng lúc này sẽ thay đổi tất cả. U20 Việt Nam đang lùi rất sâu để phòng ngự. Hoàng Vân. Vẫn là Hoàng Vân. Trong những phút cuối này thì rõ ràng là thể lực của chúng ta cũng đã bị hao mòn phần nào, trong khi đội bạn vẫn đang cho thấy sự sung sức. Bảo Trâm đang bị đau. Phút bù giờ thứ hai rồi. Rất nguy hiểm. Đó là tình huống phá bóng của Ngọc Ánh. Chúng ta dồn toàn lực để phòng ngự. Những phút cuối cùng của trận đấu và áp lực cực lớn lên khung thành của Kiều My. U20 Việt Nam đang chơi phòng ngự phản công. Một chiếc xe buýt 2 tầng màu đỏ đang được tạo ra trước khung thành của Kiều My. Musumi, nguy hiểm quá. Tuyệt vời. Kiều My vừa có một tình huống bay người cứu thua cho U20 Việt Nam. Rất tuyệt vời. Kiều My đã chơi cực kỳ tỉnh táo trong suốt trận đấu ngày hôm nay. Một cú sút ở góc hẹp rất nguy hiểm. Đây là những phút thử thách cho bản lĩnh của các cô gái trẻ của đội tuyển bóng đá nữ U20 Việt Nam. Astam Oraon là người đứng trước vạch đá phạt góc. Chúng ta cần phải đưa bóng đi càng xa khung thành của Kiều My càng tốt. Việt vị rồi. Lỗi việt vị của Astam Oraon. Phút bù giờ thứ tư. Chỉ còn hơn một phút nữa thôi.
Trận đấu sẽ kết thúc. Bảo Trâm có vẻ như là đã bị đau từ tình huống tranh chấp trước đó. Bác sĩ đang chăm sóc cho đội trưởng của chúng ta. Một trận đấu đầy nỗ lực của Bảo Trâm và các đồng đội. Lúc này đã có 250.000 khán giả đang cùng theo dõi luồng live stream của chúng tôi trên tất cả các nền tảng. Một con số rất tuyệt vời, thể hiện tình cảm và sự yêu mến của khán giả dành cho đội tuyển nữ U20 Việt Nam. Và chúng ta chỉ còn một phút cuối cùng nữa thôi. Một phút đếm ngược. Và đích đến của chúng ta đang ở rất gần rồi. Ngọc Ánh. Không vượt qua được Lưu Như Quỳnh. Tuyệt vời. Trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ 6. Hàng ngàn khán giả có mặt tại sân vận động Việt Trì đang chờ đợi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Rất hồi hộp. Đây là tỷ số đưa chúng ta tiến vào vòng loại thứ 2. Và khán giả đã đứng cả dậy để chờ đợi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài. Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi. Tuyệt vời. Đó có lẽ là dấu chấm hết cho những nỗ lực của U20 Ấn Độ trong trận đấu ngày hôm nay. Kiều My đã chơi rất tập trung trong suốt 90 phút và cả khoảng thời gian bù giờ của trận đấu nữa. Trọng tài đã nhìn đồng hồ rồi. Như Hoa. Trọng tài xác định ném biên cho U20 Ấn Độ. Phút bù giờ thứ 7. Như vậy là đó là lỗi của Hồng Như Hoa. Bây giờ thì U20 Ấn Độ chỉ trông chờ vào những đường chuyền dài để đưa bóng tiếp cận gần hơn khung thành của Kiều My. Rất tập trung. Chúng ta đã tiến rất gần tới mục tiêu của mình. Những cô gái của U20 Việt Nam rất kiên cường. Và đúng lúc này, trọng tài chính bà Kim Su Yong đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Ấn Độ. Một trận đấu đầy kiên cường và quả cảm của các cô gái U20 Việt Nam. Thật tuyệt vời, chúng ta đã bị dẫn trước, nhưng chúng ta đã kiên cường. Đã thi đấu bằng 200% sức lực và ý chí của mình để có được bàn gỡ hòa và bảo toàn được tỷ số này cho đến khi trận đấu khép lại. Đây là tỷ số vừa đủ để giúp cho U20 Việt Nam giành ngôi nhất bảng F, qua đó tiến vào vòng loại thứ 2 của giải bóng đá nữ U20 châu Á 2024. Xin chúc mừng đội tuyển U20 Việt Nam. Hàng ngàn khán giả có mặt tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đang chia vui với các cô gái của đội tuyển U20 Việt Nam. Những người đã thi đấu đầy nỗ lực bằng ý chí và tinh thần của người Việt Nam trong suốt giải đấu lần này. 3 chiến thắng. Xin lỗi quý vị, 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Nhưng không khác gì một chiến thắng dành cho đội tuyển U20 Việt Nam.
Một kết quả hoàn toàn xứng đáng dành cho huấn luyện viên Akira Iziri cùng với các học trò của mình, cùng với toàn bộ đội tuyển U20 Việt Nam. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng đến tập thể đội tuyển U20 Việt Nam với kết quả ngày hôm nay, và chúng ta chính thức giành quyền vào vòng loại thứ hai của giải U20 châu Á 2024. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt giải đấu lần này, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những giải đấu tiếp theo cùng với các đội tuyển của bóng đá nữ Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.